Đây là những phần ăn mà người ta đi làm, mình để trí lại cho họ. Sau giờ đi làm họ có cái phần ăn của họ. Just that is perfect. I kind of ate before I came. Oh, but I didn't know you were going to. One egg roll, please. I just had beef stew for dinner. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank you much. You're welcome, sir. Mallory? Yeah. Seven up. Thank you.
thưa quý vị, mình 2 giờ thì qua cho những cái video clip này chúng tôi đang ăn cho công tâm lên đó. Đây là các bài chị ở đây, 2 giờ cả thì vừa là bao nhiêu là bỏ công sức qua làm ăn và vừa bỏ công sức qua phát. Và bây giờ mọi người hoàn thành. Chúng tôi xin cảm ơn là các chị. À, mong rằng là các chị sẽ mọi người lần sau chúng ta gặp mặt nữa. À, đây là công việc mình làm, sau công việc làm xong á. Để chúng ta thấy lòng ta rất là thông thả, rất là vui sướng. Ở đây điều rất là tốt. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Hôm nay là chiều thứ Bảy, 24 tháng 3 năm 2018. Hôm nay theo thông lệ thì anh chị Nguyễn Trung làm bữa cơm cho học đến thì hôm nay là bao nhiêu do những cái nhân vật mà có mặt hôm nay. Quý vị nhìn thấy khuôn mặt này là những khuôn mặt đã là một người mặt thường quân, một người có một phần là để cho có một cơm hôm nay mình phát cho ông đấy người đây họ ăn và họ rất là sung sướng và vui vẻ và họ cũng mong muốn chúng ta thì đây hôm nay là chúng tôi cũng đại diện cho Việt Nam chung và một lời cảm ơn tất cả các anh chị và những anh chị hôm nay, xin cảm ơn. Và bây giờ là những cái tên của những cái anh chị em mà có tấm lòng hôm nay, chúng tôi xin tên lên để cho tất cả cộng đồng mọi người ai mà vô tình mà xem được cái clip này thì cũng biết được đấy. Thì hôm nay là có anh Sơn chị Diễm và chị bản chất là nhạc chị mà tương đối là hơi lớn tuổi chút là nhiệt tình. Thì là một cái nhà thơ của Trang Gia luôn xin giới thiệu. Rồi, cô Hoa. Dạ. Cứ đọc tên anh người ta đưa tay lên dạ. Người ta dễ thấy à, cô Hoa. Chị Hề. Chị Chu. Chị Vân. Thảo. Thảo. Anh Vân, hai Thảo lắm đấy, anh Vân. Yếu. Và còn đây xin giới thiệu đây là ông là đại tá Nguyễn Lực. Của ICC để đã dùng hôm nay có mặt để anh em của tôi. Có thêm gia đình của anh chị Hàng Kim Sơn, anh Hảo, anh Công là anh có phim đi biểu thể hình, Michael, anh Tâm, chị Phúc. Và xin tất cả những người tôi giới thiệu tên thì hôm nay được có mặt đây. Xin cảm ơn. Anh thôi là xong rồi đó, anh ăn rồi hết rồi. Đó, cảm ơn cô Diễm tất cả mọi người tham dự và thu được từ đây. Có thể là sang cái năm thứ 26, chúng tôi đã làm 6 năm. Nhưng mà mỗi năm thì cần phải có những giới trẻ thay thế. Tôi rất là vui thấy giới trẻ thay thế nhé. Đúng ạ, vì tôi thì trẻ hơn anh Lộc có 2 tuổi, năm nay tôi 23 tuổi trẻ. Thế là cái tinh thần nhường công xã áo mà chúng ta. Mà IBVA của tụi con là làm những việc thiện nguyện. Thì con cũng muốn là qua cái buổi cơm hôm nay thì những đồng bào người Việt Nam hay là bất kỳ một cái sắc dân nào mà có xem được cái đoạn clip này thì hãy mở cái tấm lòng mình ra mỗi người một chút để cho cái bữa cơm tình thương này nó được tiếp tục không phải 26 năm mà nó sẽ là 36 năm 46 năm và cứ thế hệ này nói tiếp thế hệ kia và mong rằng tất cả những cái tấm lòng phải mở ra để mà giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Hơi run còn thơm ngát, dương gian
còn trong mắt, nghe tiếng hát chưa nhạt tan. Bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quyến luyến, với bao nhiêu niềm xao xuyến, đời vắng xa như mây. Ôi một lần nữa nào, đi trên đời chẳng lâu, trong trăm mùa xuân hè. Cho người yêu quá dâng cây đàn bơ vơ, dâng biết bao ân tình xưa, mang ơn đời nâng đỡ, dâng nấm mồ thô sơ với dâng hương hồn thương nhớ còn vẫn vương trong chiều tà. Còn vẫn vương trong chiều tàn.